xin chào quý anh chị nhà đầu tư. ở trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cũng như là so sánh phân tích về ưu nhược điểm của một số những khu đất à, thổ cư phân lô tách nền ở tại Cam Lâm. À, như anh chị có thể thấy ở trên bản đồ ở đây thì à, tôi sẽ mô tả lại cho anh chị dễ hình dung. thì à, ở đây là mỗi cái, cái cờ mà tôi cắm ở đây này màu xanh xanh này thì là một cái khu đất đấy Còn đây ở đây chính là cái vị trí của cảng hàng không quốc tế Cam Ranh sân bay Cam Ranh đây và chúng ta di chuyển đâu đó khoảng độ 10 15 phút là chúng ta bắt đầu di chuyển đến trung tâm của Cam Lâm ở đây đúng không ạ đấy. Còn đây là chính là cái bãi giải của chúng ta với 45 cái resort 5 sao đang uh, hoạt động ở đây thì một số những cái thì đã hoạt động cũng như là một số cái thì đang trong quá trình xây dựng họ bên trên đây là khu Golden Bay của Hưng Thịnh này đấy Bên dưới đây là khu 602 Thì ở đây trong video này thì tôi chỉ so sánh và phân tích về những cái khu đất nền đất thổ cư Phân lô tách nền thôi tôi không so sánh với những khu đất dự án Bởi vì đơn giản là nó nó không cùng phân khúc Đấy, Nó không cùng một loại phân khúc Nên Ở đây tôi sẽ so sánh về những cái khu đất à, thổ cư Ở trên địa phận Cam Lâm Những khu đất mà à, cái pháp lý rất là an toàn và cái tính thanh khoản này rất là cao nó rất là phù hợp với những nhà đầu tư như anh chị. thì uh, như anh chị có thể thấy ở đây thì ở Cam Lâm thì có một số những khu vực đáng để đầu tư. Thì thứ nhất đó là cái khu vực ở khu mặt đường Đinh Tiên Hoàng ở đây, mặt đường Đinh Tiên Hoàng. Đấy. À, cái thứ hai vị số vị trí số 2 đó là khu vực ở uh, Cam Thành Bắc hoặc là khu uh, thị trấn Cam Đức ở đây là khu mà hiện tại là dân cư khá là đông đúc của Cam Lâm và cái vị trí À, cuối cùng cũng là một trong những vị trí gần như là đẹp nhất ở Cam Lâm hiện tại đó là à, cái khu đất mà ven nằm sát ven đầm thủy triều, nó nằm ở khu vực à, sát đầm thủy triều ở Cam Hải Tây, xã Cam Hải Tây của huyện Cam Lâm ở trên đây. đấy thì à, đầu tiên thì tôi sẽ sẽ, sẽ so sánh và để à, giúp anh chị đánh giá được à, bất động sản giá chung của bất động sản ở khu vực này đầu tiên tôi sẽ đi vào một số khu đất ở khu vực thị trấn Cam Đức trước đây thì thị trấn Cam Đức là một cái khu vực mà như anh chị có thể thấy trên bản đồ đây gọi là họ phân lô bàn cờ quy hoạch rất là vuông vắn rất là là, là đẹp đẹp hơn Hà Nội nhiều đấy rất là, là, là vuông đẹp không ạ thì ở đây thì có một số khu đất ví dụ như một khu đất <laughs> mà trước đây bản thân tôi cũng đã từng phân phối ở đây đó là một khu đất gọi là Cam Đức Center thì à, à phân phối từ tháng 9 năm 2020 thì thời điểm đó giá ở cái khu đất này ấy là một khu đất gọi là đằng sau khu dân cư à, rất là lớn ở đây thì là nó có giá từ 10 đến 12 triệu. Đấy. nó nằm ở Cam Đức. Đấy. Và một số những khu đất cũng một số lô đất khác mà cũng nằm ở Cam Đức ví dụ ở đây như là khu Cam Lâm Future trên đây là nó giá từ 7 đến 9 triệu và cái thời điểm phân phối cái thời điểm mà mà nó có giá giá bán đó là tháng 1 năm 2021 anh chị ạ đây đây là cái khu đất đây, anh chị thấy ở đây thì cái khu đất này ấy, thì đường đường của nó là đường 7m đường 7m và cái thế của lỗ đất này thì nó 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 tuy là nó không được vuông lắm, tuy là không được vuông lắm nhưng mà uh, họ họ chia lô thì cũng khá là hợp lý. Đấy. thì một cái điểm điểm lợi của khu đất này ấy, thì nó nằm ở cái vị trí thì cũng cũng tương đối là 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 đẹp, tương đối là là là, là tốt, Đấy. cũng khá là gần mặt đường uh, Đinh Tiên Hoàng. Uh, từ khu đất này mà đi ra đường Đinh Tiên Hoàng ở đâu đó mất khoảng uh, đi theo cái đường này qua đường này, này. Đấy, đường này đi thẳng ở đây, rẽ ra mất khoảng độ 3 đến 400m thì là cái lợi thế của của khu đất này đó là giá nó rất là rẻ. Đấy, tuy nhiên là cái quãng đường con đường đi vào thì nó hơi xa một tí, nó hơi hơi xa xa mặt đường một chút đó. Và cái khu tiếp theo mà nó ở nó cũng thuộc địa phận của Cam Đức, đó là cái khu đất ở đây. Thì khu đất ở đây đó là khu đất này thì là chủ đầu tư ở bên Senland, đấy. Thì khu đất này thì cái cái điểm mạnh của nó đó là nó nằm ở mặt đường à, gọi là đường lập định suối môn ấy. đấy cái khu đất là mặt định là, là mặt đường lập định suối môn và những cái giá ở đây nó rơi nó dao động từ 9 đến 15 triệu một mét thì ở cái khu đất này hiện tại thì ở đây thì Google Maps nó chưa cập nhật về cơ sở hạ tầng anh chị ạ thì ở đây thì tôi có thể mô tả qua cho anh chị là cái khu đất này ấy, thì là mặt đường này thì hiện tại là mặt đường hiện hữu là 5m nhưng mà trong quy hoạch là nó mở rộng ra thành 30m và những cái lô đất mà ở mặt đường sát mặt đường ấy, thì nó giá nó rơi vào khoảng độ 15 đến 16 triệu còn những cái lô đất ở phía bên trong này thì có cái đường nội khu là 4,5 mét thì các cái, cái, lô ở bên trong thì nó dao động từ 9 đến 11 triệu đấy là cái khu vực này thì cái khu vực này cái điểm trừ của nó ấy, đó là điểm trừ của nó đó là, là là giá nó hơi cao một chút và so với giá nó cao so với cái vị trí của nó tương đối là xa biển từ cái khu vực uh, uh, khu đất này ấy mà đi ra đến mặt đầm thủy triều thôi tôi nghĩ là, là là ước lượng đâu đó mất khoảng độ 7 đến 8 km mới có thể ra được. Và cái lợi thế của nó là cái vị trí của nó là nó gần với cả cái tuyến đường cao tốc Bắc Nam. Chuẩn bị triển khai ở đây đấy. Thì mỗi cái thì nó có một cái ưu điểm khác nhau. Nhưng mà theo cá nhân tôi đánh giá thì cái khu này là giá từ 9 đến 15 triệu mà Cam Lâm là một cái khu vực mà phát triển về du lịch thì một cái địa điểm mà nó nó tương đối là xa như thế này thì đâu đó có lẽ là nó không phù hợp lắm cho cái việc là chúng ta phát triển về kinh doanh du lịch nhưng mà nó lại rất là phù hợp với khi chúng ta mua để ở chẳng hạn đấy cũng được đấy. và cũng gần với cả tuyến cao tốc bắc nam thì cũng rất là thuận tiện cho việc giao thông đi lại đó và còn ở khu khu đất, khu đất này thì, thì tôi quên chia, chia sẻ với anh chị là về cái mặt đường ở đây thì đường của nó là rộng khoảng độ từ 6 đến 8 mét anh chị ạ từ 6 đến 8 mét đấy. làm theo đúng cái quy hoạch của cam lâm đấy. 10 giá từ 10 đến 12 triệu. Đây một số khu đất. Còn bên này, đây là một cái khu đất là 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 là, là ở gọi là thuộc địa phận ở Cam thành Bắc nhưng mà tuy nhiên là nó cũng gần sát với cả cả Cam Đức. tôi vẫn chia sẻ với anh chị ở đây. Thì đây cái khu đất này ấy, thì họ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu thì nó ở cái cái đoạn này. Thì giá của nó là tầm tầm từ là 10 đến 13 triệu, 10 đến 14 triệu. Đấy, là ở khu vực này. Còn cái khu bên cạnh này thì là giai đoạn 2 là cái giai đoạn giai đoạn 10 10 đến 14 triệu giai đoạn 1 này này là họ bán từ tháng 11 2020. Đấy. Còn giai đoạn sau là nó bán vào tháng 10 tháng 6 giai đoạn này đấy, chính là giai đoạn này. Giai đoạn này hiện tại mà tôi chia sẻ với anh chị là tháng 6 2021 thì giá của nó là rơi vào từ 13 đến 15 triệu. Thì cái khu vực này ấy nó có một cái lợi thế đó là, là tương đối gần nằm thủy triều. Hiện tại thì các bạn nhìn thấy ở đây là nó nó sát mặt đầm thủy triều đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên là trong quy hoạch thì tất cả những cái đìa tôm ở đây này họ họ sẽ lấp kín hết, họ sẽ lấp kín hết chỗ này. và trở thành một khu đất thương mại dịch vụ, cái đất khu vui chơi giải trí hay là đất thương mại dịch vụ ở cái khu vực này. Đấy, nên là sau quy hoạch cái khu đất này nó sẽ cách mặt đầm thủy triều rơi vào khoảng 600 mét và nó cũng rất là gần những khu uh, sau này là họ làm cái khu vui chơi giải trí của uh, bến du thuyền hay là đảo nhân tạo ở đây. Đó, và giá khu là vực này là từ 13 đến 15 triệu, đó. Và ở phía đây là những cái khu đất ở khu vực thị trấn Cam Đức. Còn lên phía bên trên, khu vực mặt đường Đinh Tiên Hoàng thì sao? Mà đường Đinh Tiên Hoàng của chúng ta thì hiện tại thì đang có hai khu vực giá của nó khá là xêm xem nhau. Hiện tại thì cái khu vực mặt đường Đinh Tiên Hoàng này ở đây thì có hai khu, Đấy. À, Thì những cái, đương nhiên là những cái lô mà ở sát mặt đường thì thì nó sẽ giá nó sẽ cao hơn lô ở sát mặt đường thì nó giá đâu đó khoảng độ hơn 20 triệu cơ có những cái lô mà nó lùi sâu bên trong các bạn đi từ mặt đường đi vào ấy nó mất khoảng độ từ khoảng 100 đến hơn 100 mét thì giá của nó đâu đó nó khoảng độ từ 11 đến 13 triệu và thời điểm hiện tại ấy, thời điểm 11 đến 13 triệu là thời điểm tháng tư 2021 vừa rồi nhưng mà ở thời điểm này ấy, sau vài tháng ấy, thì hiện tại thì tôi thăm dò giá À, trở lại ấy, thì nó đã lên tới là những cái lô đất mà ở cái vị trí ở bên trong này ở bên trong bên trong này chứ không phải ở bên ngoài chị nhá thì nó đã rơi vào tầm khoảng 14 triệu rồi đấy nó lên lên từ từ nhưng mà nếu chúng ta không thể để ý thì thấy nó cũng khá là nhanh đấy và đây là một cái khu đất là nó nằm ở chỗ mặt đường quốc lộ 1. Quốc lộ 1 cũng là một cái tuyến đường rất là huyết mạch của huyện Cam Lâm. Đấy, trong khi quốc lộ 1 thì hiện tại là tuyến đường lớn nhất, nó nối từ Nha Trang qua Cam Lâm rồi xuống thành phố Cam Ranh. Đấy, cái đường huyết mạch nhất. Thì đường đi tuyến Hoàng này cũng là một trong những tuyến đường huyết mạch nhất của Cam Lâm hiện tại, nó nối từ bãi dài ra quốc lộ 1A rồi tương lai nó sẽ nối ra đến uh, tuyến cao tốc Bắc Nam ở phía đằng này. Đó. Chính vì vậy nên là cũng có rất là nhiều cái khu đất được khai thác ở mặt đường đi Tiên Hoàng. Đó và tiếp theo ở đây là một cái khu đất nằm ở uh, mặt uh, gần gần mỹ cả quốc lộ 1 a làm gần quốc lộ 1 a thì cái khu vực này thì uh, trước đây thì công ty đất xanh đã từng phân phối với cái giá từ 8 đến 11 triệu vào năm 2019 anh chị nhé cách đây là hai năm 2019 từ 8 đến 10 triệu ở cái vị trí này Đấy, Thực ra nếu mà so sánh đến thời điểm hiện tại thì giá 2 năm vừa rồi nó cũng không không tăng quá nhiều nó tăng khoảng độ 40 đến 50 phần trăm 40 50 phần à, trăm ở Cam Lâm này còn ví dụ đương nhiên là 40 50 phần trăm và có thể là 20 phần trăm tùy khu đấy. đấy một cái khu khác hơn cận ở phía bên trên này chẳng hạn đây đây một khu mà cũng phân phối vào tháng 5 2021 vừa rồi thì nó giá nó cách mặt đường quốc lộ một đâu đó khoảng độ tầm trăm mét hơn 100m thì giá của nó cũng rơi vào khoảng À, 8 triệu rưỡi 8 triệu rưỡi một mét Đấy. còn phía bên trên này thì sao khu này thì nó là khu uh, anh chị thể thấy, thể thấy ở đây là nó nó ở gần sát mặt đường quốc lộ 1 rồi Đấy. và giá ở khu này thì hiện tại thì giá nó rơi vào tháng 6 2021 tức là thời điểm hiện tại nó đang phân phối luôn đang bán luôn đó là từ 11 triệu rưỡi đến 12 triệu rưỡi đó còn khu vực ở bên trên này thì sao đây đây là một khu vực còn cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với anh chị đó là cái khu vực mà nằm ở sát mặt đầm thủy triều. Bởi vì rõ ràng một điều đó là ừ, ai trong số chúng ta khi đầu tư ở Cam Lâm nói riêng và đầu tư ở những khu vực du lịch nói chung thì chúng ta thường muốn đầu tư ở những khu vực mà nó ở gần khác sát những cái khu cái trung tâm giải trí hay là trung tâm có thể du lịch khách du lịch họ sẽ sẽ lui tới đúng không ạ? Thì ở Cam Lâm thì rõ ràng bãi dài là cái thiên đường nghỉ dưỡng rồi là cái khu tập trung uh, quy hoạch cho nghỉ dưỡng. Thì cái đầm thủy triều này chính là một cái khu mà họ quy hoạch để trở thành những khu vui chơi giải trí, những khu thương mại dịch vụ, kinh doanh buôn bán. Thì khi mà đất ở mặt đầm thủy triều, à mặt đầm à, mặt bãi dài á, đa số là đất thương mại dịch vụ và đất của các cái dự án resort 5 sao thì chúng ta không thể đầu tư được rồi đúng không ạ? Thì nếu như chúng ta muốn đầu tư ở kênh bất động sản à, à thổ cư ấy đất thổ cư có sổ đỏ pháp lý luôn rồi để đỡ phải suy nghĩ tính toán nhiều thì uh, cái vị trí ở sát mặt đầm thủy triều thì luôn luôn là một cái vị trí mà tôi nghĩ là đắc địa nhất ở cam lâm không cần phải nói quá nhiều thì ở đây có một cái số vị trí những cái khu mà ở sát mặt đầm thủy triều ở đây ví dụ một cái khu đất ở đây nó nằm mà uh, ở mặt đầm thủy triều luôn đây giá từ 14 đến 16 triệu phân phối vào tháng 6 2020 cũng nghĩa là một năm trước một khu đất cũng phân phối vào một năm trước thì giá cũng xem xem như vậy từ 14 đến 22 triệu vào tháng 6 2020 rồi cũng tương tự như vậy ở đây một lô khu đất ở đây tháng tháng 6 2020 giá từ 14 đến 20 Đấy, khu này thì giá từ 12 đến 18 Đấy, thì bốn cái khu này là nó là đất cũng là đất thổ cư anh chị nhá nhưng mà một cái là nó nó nằm ở bên trong cái đầm thủy triều luôn có nghĩa là ở đây là họ đã lấp lấp cái đìa tôm này để họ họ làm lên cái khu đất này thì cái điểm điểm mạnh của khu đất này ấy, thì đó là ô oh, rất là 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 vị địa thế rất là đẹp đúng không nó nằm ở bên trong cái đầm thủy triều luôn không ai đình đỉnh nổi nó rồi Đấy, nhưng mà một cái điểm yếu của nó đó là cái địa thế mà khi người ta ta lấp cái đầm thủy triều họ lấp cái đìa tôm ấy để họ làm cái khu đất này thì cái địa thế của nó nó không được vững chãi có dễ xảy ra sụt lún và và một điều chắc chắn là khi chúng ta xây dựng ở trên cái khu đất này thì nó sẽ dễ xảy ra cái sụt lún và 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 có thể là chúng ta sẽ mất để khắc phục cái điều này chúng ta sẽ mất rất là nhiều những cái chi phí chi phí để chúng ta có thể xây dựng uh, móng của uh, nhà ở trên cái khu vực đất này. Đấy, đấy là một cái điểm trừ của nó. Đấy. Và một cái điều tiếp theo nữa mà nó cũng hơi nhạy cảm một chút đó là hiện tại thì các khu đất này thì nó nằm nó đã có sổ đỏ thổ cư ấy, tuy nhiên là là nó nằm tròi ra ở, ở cái vị trí như thế này thì tôi cũng không không chắc chắn rằng là là trong tương lai khoảng biết đâu khoảng 20 30 năm nữa thì họ có thể là là thay đổi cái quy hoạch thì đương nhiên là mình cũng không thể nói đoán trước được ấy, nhưng mà đâu đó nó có một tiềm ẩn một cái gì đó nó hơi gợn gợn nó hơi rủi ro một chút Đấy. thì bên này còn còn ở bên trong này thì sao thì đây có một khu đất cũng khá là đẹp thì cái khu đất này ấy, thì giá là từ 15 đến 20 triệu nó cũng xem xem mấy khu đất ở bên này các bạn ạ. Đấy, các anh chị ạ thì nó phân phối vào tháng 4 năm 2021 có nghĩa là cách đây khoảng độ 2 tháng thôi mới vừa đây thôi thì cái khu đất này thì cũng khá là đẹp vị <laughs> trí ở đây cái đường nội khu ở đây là nó là rơi vào 8m và cái cái mặt trước ở đây cái mặt đường ven đầm ở đây là sau họ quy hoạch ra thành 30m và một con đường Lê duẩn ở đây cũng giao ở đây là 27 m thì cộng gộp lại thì cái khu đất này cái mặt đường của nó là lên tới là 57 m. Đây là một cái khu đất mà tôi đánh giá rất là khá là cao. <laughs> giá nó từ 15 đến 20 triệu. Đấy. Và ở trên đây, trên đây cũng là một khu, một khu mà mà, mà hiện tại thì bên tôi cũng đang phân phối, đây là một khu cũng <laughs> nằm ở cái vị trí, đương nhiên là nó không thể sát mặt đầm thủy triều như một cái khu đất ở đây một số khu ở đây nhưng mà cái lợi thế của nó nó lại nó lại gần cái đường quốc lộ 1a đây khu đất này thì đi vào bằng cái lối này đi vào từ quốc lộ 1a đi vào đây à, đi vào đây thì đâu đó nó cách khoảng độ 100m là đi từ quốc lộ 1a vào đến khu đất đấy thì cái điểm cái điểm mà trừ của cái lối đất này ấy, đó là nó không được nằm sát mặt đầm thủy chiều như các khu đất ở đây từ khu đất của đất này ấy, đi ra đầm thủy chiều chúng ta đi theo cái lối này đi ra này đấy, thì đâu đó nó mất tầm 300m tuy nhiên là, là 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 nó lại có một cái lợi thế rất là hay đó là giá nó rất là rẻ nó rẻ hơn các khu xung quanh ở đây rất là nhiều Đấy, 7 đến 11 triệu 7 đến 11 triệu một mét à, vuông mà cái vị trí đất thổ cư gần sát mà đầm thủy triều xong cũng gần quốc lộ 1A nữa nó nó bằng đâu đó nó gần bằng một nửa so với cả cái uh, hơn một nửa một chút so với các khu đất ở đây và đặc biệt nếu mà tôi so sánh cái khu đất này Golden Hill này với cả một số cái khu đất ở, ở bên này chẳng hạn thì thực ra ví dụ những cái khu đất hai khu đất ở đây chẳng hạn thì vị trí của nó xa xa đầm thủy triều hơn cái khu Golden Hill rất là nhiều nhưng mà giá của nó lại cũng xem xem hoặc đâu đó là là cao hơn nhỉnh hơn một chút và đặc biệt là ví dụ cái lô khu ở đây chẳng hạn cái, những cái khu ở cái vị trí này chẳng hạn nó cách cách mặt đầm thủy triều lên tới sẽ khoảng 7 đến 8 m 7 đến 8 km nhưng mà giá các bạn hãy nhìn giá này từ 9 đến 15 triệu. Nó, nó cao hơn cái khu khu vực ở đây rất là nhiều. Nên đây là một khu đất mà tôi cũng đánh giá rất là cao nếu như chúng ta uh, cái mục đích của chúng ta là mua để chúng ta đầu tư. Thì cái biên độ lợi nhuận của nó sẽ rất là cao khi mà cái đầu giá đầu vào của nó sẽ rất là rẻ. Đấy. Ở cái khu này ấy thì thì hiện tại ở bên tôi là nhà ngân hàng họ đã định giá, ngân hàng họ định giá khu vực này thì cái giá bình thường ngân hàng họ hay định giá là cái giá trị của lô đất ấy, thường nó sẽ bằng khoảng độ 70 phần trăm cái giá trị giao dịch cái giá trị thực tế của lô đất mà thôi nhưng mà ở đây ấy, khu vực này ấy, ngân hàng họ đã định giá ra khu là khu vực này ấy, họ ngân hàng họ đã định giá ra là 7 triệu trên một mét có nghĩa là ở đây chủ đầu tư họ bán với cái giá từ 7 đến 11 tức là một cái cái giá nó cực kỳ là hợp lý nó nó rất là sát với cái giá trị mà ngân hàng họ thẩm định Đấy. Nên ở đây là nếu chúng ta đầu tư nên tôi nhấn mạnh lại anh chị thì khu vực này rất là đáng để đầu tư. Và cái khu vực đặc biệt những khu ven đầm thủy triều này ấy, thì nó rất là phù hợp để chúng ta thanh khoản lại cho những người mà họ có thể mua để họ xây villa biệt thự chẳng hạn. Đây, các bạn có thể thấy ở đấy rất là nhiều biệt thự đây, Nam anh villa này, khu vườn sinh thái Camry này. Đấy. Rất là nhiều những cái khu khu uh, khu nhà, khu biệt thự ở sát cái khu đầm thủy triều này. Đấy, nó rất là phù hợp để xây ví dụ khách sạn chẳng hạn nhà nghỉ homestay cà phê ở khu vực sát đầm thủy triều Đấy. và quan trọng đó là đất thổ cư nó rất là dễ thanh khoản và cũng có nhiều anh chị đã đang thắc mắc với tôi là tại sao cái khu vực ở đây này Đấy, khu vực tôi đang khoanh tròn ở đây này Đấy. nó vừa gần đầm thủy triều và nó lại vừa đi ra cái bãi dài nó vừa dễ tại sao lại không khai thác những quỹ đất ở đây thì tôi chia sẻ với anh chị một điều rằng là nếu anh chị xem trên cái bản đồ quy hoạch ấy thì cái vị trí này ấy, đó là nó là đất thương mại dịch vụ anh chị ạ nó là đất thương mại dịch vụ chứ không phải là đất thổ cư chính vì vậy nên là cũng không có bên nào họ khai thác đất uh, ở cái khu vực này cả đấy đất thương mại dịch vụ đất 50 năm đấy ạ. đấy chứ không phải là đất thổ cư nhá đó. đó đó, đây là một số những khu đất ở cam lâm cam uh, đẹp để... ở cam uh, cam lâm đúng rồi đấy thì trên đây là một số những cái những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị uh, đánh giá cũng như là so sánh về một số những khu đất ở Cam Lâm, khu đất phân lô ở Cam Lâm. thì à, nếu như anh chị còn bất cứ băn khoăn, thắc mắc hay một câu hỏi nào về các khu đất ở Cam Lâm nói chung, thì anh chị à, hãy comment ở phía dưới phần bình luận hoặc có thể liên hệ trực tiếp với tôi để tôi tư vấn à, kỹ hơn cho anh chị, chia sẻ rõ ràng hơn với anh chị, cập nhật đầy đủ thông tin cho anh chị. À, cảm ơn tất cả anh chị đã đón xem video của tôi. Xin chào và cảm ơn tất cả anh chị.